Rồi, rất chào mừng các bạn, cô chú, anh chị đã đến với kênh của mình xem video. Cái nghề này cũng nói chung là nghề ăn cơm dưới đất, nó làm việc trên trời các bạn. Nghề cũng khó khăn lắm. Kiếm đồng tiền thì cũng vất vả mà cũng cực khổ, đổ nhiều mồ hôi. Thế vì năm nay mùa dịch này bà con trồng cao này sống cũng ngon lắm mọi người. Cây cao thấy gì có giá trị này, rất là ngon. Bán một cây cao một năm là thương lái dùng ngoài vô là có thể là mua 100.000, 150.000 cây là bán năm đó bà con. Còn không bán năm thì bán theo lứa. Theo lứa là mỗi lứa bẻ là cân theo giá thị trường. Mà năm nay chú vườn miền Tây mình năm nay là ngon rồi. Giá cả thì rất là ngon so với những cái cây khác. Cây chua chát gì mà lại nó có lý nha bà con. Lại hiện tượng năm nay lại nhiều vườn lại mất cây trái, bị trộm bà con. Mấy anh trộm này cũng rình mò trong vườn cao này, cũng hái trộm người ta thường. Nhiều người cũng bỏ mất. Còn mình cũng thấy vậy, mình cũng nói cho bà con biết hiểu về cái cao. Cây cao này là dạng cây ở không bà con, nó cũng không cần chăm sóc mấy. Nó lại năm nay thì kinh tế nó rất là cao so với những cây cây trái khác. Bà con xem video mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký. Chúc bà con xem video vui vẻ và hạnh phúc. Có kỹ nha. Rồi, 50 ký giác à. Đây số cam dùng, cam dùng quá đẹp. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ giá cao miền Tây của mình, chứ không phải là chia sẻ dùng cao dùng miền ngoài các bạn cô chú anh chị. Dùng của mình hiện tại bây giờ giá cao là có 19, 20, 21, nó dao động khoảng 3 giá đó bà con cô bác anh chị. Còn cao bằng dung hiện tại là giá 10.000. Cô bác anh chị xem video của mình đừng quên cho mình một like và một đăng ký. Hẹn cô bác anh chị gặp video lần tiếp theo.